Chào quý anh chị nhá, tôi là Tính, tôi đang tá tại Mitsubishi Trường Chinh Sài Gòn. Hôm nay thì bên em mới về con Xpander Premium 2022 nhưng mà model year 2023, tức là bản này có camera 360. Biển Sài Gòn anh chị, một chủ đi 13.000 cây số. Và bên em rao bán mức giá là 618 triệu, giá này em bao rút hồ sơ và còn bớt lọc lá nữa. Em có hai con nha, một chiếc màu nâu, một chiếc màu đen. Chiếc màu nâu đi 17.000, chiếc màu đen đi 13.000, đều là 2022 hết. Nhưng mà con này được hơn cái là nó có camera 360. Anh chị quan tâm tới những cái dòng xe lướt, xe qua sử dụng, xe đi ít cây số thì alo bên em nhé. Em đang có sẵn những con xe này để giới thiệu cho anh chị. Đây là bản premium, nó giống hệt như cái xe đang bán trong showroom luôn anh chị. Đèn LED projector nè anh chị, đèn gầm, rồi cam 360 đầy đủ hết, option y chang không khác gì. Đi mới có 13.000 thôi. Đây anh chị xem, nội thất mới tinh anh chị, biển vàng nhưng mà đi ít lắm. Bên em là cam kết cho anh chị là động cơ, hộp số, khung gầm, keo chỉ, audio là nguyên bản nguyên zin nha anh chị. Và bên em là đại lý chính hãng nha, và sẽ có một quy trình là kiểm tra 160 hạng mục, có chứng từ lưu lại hết và có chữ ký của kỹ thuật viên. Em sẽ cho anh chị xem cái chứng từ đấy khi anh chị đến xem xe tại showroom bên em à. Anh chị có thể ghé qua bên em để xem xe, có thể dẫn bạn bè thầy để kiểm tra và có thể lái thử xe thoải mái nha anh chị. Mới tinh nè anh chị, nhìn cái phần này nó không trầy luôn nè, mới quá. Xe này là 618 thì anh chị sẽ tiết kiệm được gần 100 triệu so với xe mới. Xe mới biển Sài Gòn ra giấy tờ tầm khoảng, nếu mà biển vàng là loanh quanh 720 thì con này anh chị sẽ tiết kiệm được gần 100 triệu. Mới lắm anh chị. Anh chị có thể nhìn cái độ nhăn của da là mình sẽ biết được là nó mới hay không. Còn keo chỉ này kia thì anh chị đến xem trực tiếp nhé. Cái này thì em không mô tả trên video được. Mới tinh. Em có hai chiếc anh chị, một chiếc màu nâu đời 2022, bản premium luôn, đi 17.000 cây, 618 triệu, xe đấy là không có camera 360. Bản này thì giống hệt như vậy nhưng mà đi có 13.000 và có camera 360. Đây nè. Camera zin nha anh chị, nhìn cái hàng zin là nó khác liền nè anh chị. Tiết kiệm được nhiều đó anh chị, 100 triệu. Đây. Anh chị xem màn hình. 13.000. Anh chị xem 13.000. Ghế lái nè anh chị, mới tinh. Hơi nhăn ở đây chút xíu thôi, cực kỳ mới. Do tụi em để xe sát nhau quá không có không gian để em quay thật đẹp cho anh chị. Anh chị thông cảm giúp em nha. Trả góp thì trả trước giùm em 250 triệu lấy được xe về. Rồi anh chị quan tâm thì alo với em nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ.